Tôi vào game thì anh Đức đã bị cấu đi một phần máu rất là khó chịu, hơn cấu quá nhiều. Vâng, đây là đáp trả đây rồi. Combo, thầy tướng chéo đấy. Không thành công rồi. Cấu đi một lượng máu nào. Đây là lên đáp, không thành công. Bắt luôn. Cái ulti không cần đưa ra cho người khác, chỉ cần bắn tung trượt là bạn chết. Bây giờ sẽ quay lại với cái mạng gọi là ăn miếng trả miếng, cấu với nhau từng lượng một chút máu, còn tranh nhau từng vạch máu. Từ sáng giờ chúng ta chứng kiến khá nhiều giải đấu từ Liên Minh cho đến Overwatch cho đến bây giờ tăng lên 7. Đẹp mắt của anh chúng ta. Các giải đấu chúng ta từ sáng đến giờ cũng được tổ chức bởi Phương Tiên đã. Còn một trận tứ kết hai hồi đã thẳng như vậy thì không hiểu trận bán kết và chung kết sẽ thế nào. Và bây giờ sự kết của ban phải không kết thủ. Cái cũng vẫn ra.